Cảnh sát Hy Lạp đã phá tan một tổ chức tội phạm quốc tế buôn lậu người di cư và tị nạn tại một trong những cửa ngõ chính vào Hy Lạp vào ngày hôm qua mùng 7 tháng 10. Phía cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ 12 tên tội phạm buôn lậu đến từ Pakistan, Ai Cập, Iraq và Syria trong một cuộc càn quét trên toàn thủ đô Athens vào hôm mùng 4 tháng 10. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã tịch thu hàng trăm chứng minh thư, hộ chiếu và các giấy tờ khác của nhóm tội phạm quốc tế này. Nhóm tội phạm đã chia thành 6 đội để đưa người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ qua đảo Kos của Hy Lạp để đến Macedonia và Italia bằng máy bay, xe buýt và tàu hỏa. Phía cảnh sát cũng cho biết thêm, những tên buôn lậu này đã đăng ký hồ sơ tị nạn giả để đưa những người di cư đến Kos và nhận khoảng 3.000 euro cho mỗi người.